Thưa cô là em trả lời luôn nha cô. Rồi, ok bạn. Thưa cô là cái phương châm mà hai chân ba mũi là có nghĩa là nó là chân thứ nhất là xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chân thứ hai là chân để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Còn ba mũi là nội dung của nó là mũi đó huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng. Mũi thứ hai là phát triển nguồn nhân lực và mũi thứ ba là phát triển nền kinh tế không? Em trả lời câu hỏi này là cô cảm giác là em không có hiểu, không có nắm bài á, trả lời không có đúng. Cái đó nó thuộc cái mà em, câu trả lời của em nó thuộc về thời kỳ đổi mới mất rồi. Còn cái giai đoạn này các bạn thuyết trình là từ năm 54 đến năm 64 mà. Rồi, đáp án của bạn Sơn Dương chính xác ha. Hai chân bao gồm quân sự chính trị, ba mũi bao gồm quân sự chính trị binh vận, ba vùng bao gồm có đô thị này, vùng nông thôn và miền núi. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Bây giờ xin mời nhóm số 4 trình bày. À từ từ, cho cô hỏi chút xíu là bạn Nguyễn Xuân Thọ, tại sao cô không thấy có điểm cái phần bài tập nhóm? Sao vậy ta? Một Dạ, số dạ bạn. em thuyết trình phần đầu rồi cô. Ừ, nhưng mà cái phần bài tập nhóm viết á, cái bài làm về phân tích giai cấp á. Ủa có mà cô. Hôm trước bạn Dương tổng hợp là em có làm cái phần em làm cái nông dân đó cô. Trường trường tổng hợp. Cô bữa đấy em gửi lộn file, cái file nó chưa có ghi tên nhóm cô. Em tưởng là cô biết các thành viên trong nhóm rồi. Do bữa đó là phân chia nhiệm vụ đi mấy cô mỗi bọn một nhiệm vụ nên là cô kêu thì bọn nào luôn thì bọn có nhóm điều luôn thì khỏi ghi tên cũng được nên bọn em còn không ghi. Ok. Như vậy thì còn một bạn, còn một số. Còn Duy Cường với Thành Công ở nhóm mấy vậy? Dạ nhóm Đó. em là có sáu người hồi nãy đó cô, chỉ có 6 người nãy thôi cô, là mấy mấy bạn ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình hết cô. Nhưng mà Thành Công đâu có thuộc nhóm em đúng không? Dạ. Vậy bạn Thành Công thuộc nhóm nào? Em nhóm 6 rồi cô. Nhóm 6 là nhóm của bạn nào? Ai là trưởng nhóm nhóm 6? Dạ, em là trưởng nhóm 6 rồi. Rồi xác nhận lại cho cô là bạn Thành Công có tham gia làm một cái bài tập nhóm đó không? Dạ có Có tham gia làm bình thường giống các thành viên khác đúng không? dạ Rồi ok, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ xin mời nhóm 4, các bạn tiếp tục. dạ cô nghe em nói chưa cô? Dạ, chào cô và các bạn. Hôm nay nhóm em xin trình bày bài thuyết trình về nội dung Đảng lãnh đạo cách mạng cả nước năm 1965 đến năm 1975. Nhóm 4 em gồm có 8 thành viên. Em là Ngô Thúy Vi, Hoàng Tuấn Anh, Lê Tấn Đạt, Trương Hồng Hưng, Ngô Tấn Hỷ, Lê Hỷ Hương Quỳnh, Hoàng Đặng Đình Tuấn và bạn Đoàn Thiện Vũ. Bây giờ em xin giới thiệu nội dung chính của bài. Bài của em thì có 3 nội dung chính. Một là bối cảnh lịch sử. Hai là đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của đảng. Ba là thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm lãnh đạo của đảng thời kỳ 1954-1975. Em sẽ nói về phần thứ nhất. Một, bối cảnh lịch sử. Từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ đã ào ạt đưa quân Mỹ và quân các nước chư hầu vào miền Nam.
tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ với quy mô lớn, đồng thời dùng không quân, hải quân hùng hậu tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc. Trước tình hình đó thì đảng ta đã quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên phạm vi toàn quốc. Về bối cảnh lịch sử thì sẽ có thuận lợi. Thuận lợi đây là khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cách mạng thế giới đang ở thế tiến công. Ở miền Bắc, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã đạt và vượt các mục tiêu về kinh tế, văn hóa, sự chi viện sức người, sức của miền Bắc cho cách mạng miền Nam được đẩy mạnh cả theo đường bộ và đường biển. Về miền Nam, vượt qua những khó khăn trong những năm 1961 đến năm 1962, từ năm 1963, cuộc đấu tranh của quân dân ta đã có bước phát triển mới. Ba chỗ dựa của chiến tranh đặc biệt đó là ngụy quyền, áp chiến lược và đô thị đều bị quân dân ta tấn công liên tục. Đến đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ được triển khai đến mức cao nhất, đã cơ bản bị phá sản. Đây là hình ảnh đầu tiên đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm và chỉ đạo quân dân kháng chiến. Hình sau là các chính trị gia Việt Nam đang thảo luận về các chiến dịch. Sau đây là hai hình ảnh về mặt thuận lợi. Đầu tiên là hành động vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam. Tiếp theo là bộ đội miền Bắc, trong đó có hàng vạn người con thủ đô vượt dãy Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam. Bên cạnh thuận lợi thì chắc chắn cũng sẽ có khó khăn. Và khó khăn ở đây là cụ thể là sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc càng trở nên gay gắt và không có lợi cho cách mạng Việt Nam. Việc đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh cục bộ ồ ạt đưa quân đội Việt Viễn Chinh, Mỹ và các nước chư hầu vào trực tiếp xâm lược miền Nam đã làm cho tương quan lực lượng trở nên bất lực cho ta. Tình hình đó đặt ra yêu cầu mới cho đảng ta trong việc xác định quyết tâm và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tiếp theo xin mời bạn Tuấn Anh trình bày phần thứ hai. Dạ, em chào cô và mọi người. Cô và mọi người có nghe em nói chưa ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, em là Hoàng Tuấn Anh. Em xin trình bày phần tiếp theo. Và để tìm hiểu về quá trình hình thành cũng như nội dung của đường lối kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965-1975, thì đầu tiên đó là hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Hội Lao động Giải phóng miền Nam ngày 19 tháng 10 năm 1963. Thì trong giai đoạn này, Đảng và Nhà nước ta đã ra những quyết định quan điểm đúng đắn về hội nhập quốc tế, cũng như là các hoạt động hướng ngoại kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại để đánh Mỹ và thắng Mỹ. Bên cạnh đó, Đảng còn ra những quyết định đúng đắn về tình hình cách mạng của miền Nam Việt Nam trong giai đoạn này. Phía bên tay phải của em, phía bên tay phải của màn hình đó là Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 1969. Chính phủ Việt Nam kiên quyết đòi Mỹ rút quân xâm lược, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam như thỏa thuận đã ký kết ở Hiệp định Geneva năm 1954, và đại hội đại biểu lần này là nguồn cổ vũ tinh thần rất to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp theo là hai cuộc chiến tranh đặc biệt lần thứ nhất và lần thứ hai. Khi Mỹ tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt lần thứ nhất, Bộ Chính trị nêu chủ trương giữ vững thế tiến công, phát triển cách mạng quy mô toàn miền, đẩy mạnh ba mũi giáp công, đánh địch trên ba vùng chiến lược. Khi Mỹ tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt lần thứ hai, Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ giữ vững thế tiến công, đấu tranh chính trị vũ trang có vai trò quyết định. Miền Bắc là căn cứ địa hậu phương lớn, xây dựng lực lượng vũ trang miền Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ừ.
Tại hội nghị Trung ương lần thứ 11 và lần thứ 12, Trung ương Đảng đã đề ra hai nhiệm vụ cấp bách miền Bắc là phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, tích cực chi viện cho miền Nam. Miền Nam là giữ vững thế tiến công, kiên trì đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đẩy mạnh ba mũi giáp công, ba vùng chiến lược. Đối với mối quan hệ giữa hai miền, miền Bắc là hậu phương lớn, miền Nam là tiền tuyến lớn. Dạ, em xin kết thúc phần trình bày của mình. Tiếp theo là mời bạn Đạt trình bày phần tiếp theo ạ. Alo, dạ em xin kính chào cô và tất cả các bạn. Sau đây em xin trình bày phần tiếp theo của nhóm ạ. Phần thứ hai là chuyển hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Thì chủ trương chuyển hướng và những nhiệm vụ cụ thể của miền Bắc từ ngày 5 tháng 8 năm 1964, sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ nhằm lấy cớ đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc nước ta. Và hình ảnh minh họa là hình chụp từ tàu USS Maddox trong vụ việc hiển thị ba tàu ngư lôi miền Bắc Việt Nam. Và trước tình hình đó thì nghị quyết hội nghị lần thứ 11 và lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 đã đề ra nhiệm vụ đối với miền Bắc là tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có chiến tranh, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để bảo vệ vững chắc miền Bắc và xã hội chủ nghĩa, động viên sức người, sức của ở mức cao nhất để chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả nước. Và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã kịp thời xác định chủ trương chuyển hướng và nhiệm vụ cụ thể của miền Bắc cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh. Một là phải kịp thời chuyển hướng xây dựng kinh tế, hai là phải tăng cường lực lượng quốc phòng, ba là ra sức chi viện cho miền Nam với mức cao nhất để đánh bại địch ở chiến trường chính miền Nam. Bốn là phải kịp thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức đi đôi với việc chuyển hướng kinh tế và tăng cường quốc phòng cho phù hợp với tình hình mới. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7 năm 1966, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đây là hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định không có gì quý hơn độc lập tự do. Và trong suốt quá trình tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc từ đầu năm 1965 đến cuối năm 1968, Đế quốc Mỹ đã huy động lực lượng lớn không quân và hải quân trút hàng triệu tấn bom đạn, tàn phá hủy hoại nhiều thành phố, thị xã, thị trấn, xóm làng, nhiều công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, nhiều bệnh viện, trường học, nhà ở, giết hại nhiều dân thường, gây lên những tội ác tày trời với nhân dân ta. Sau 4 năm, mặc dù trong điều kiện chiến tranh ác liệt dưới ánh sáng của những nghị quyết của Đảng, quân và nhân dân và quân và dân miền Bắc đã dấy lên cao trào chống Mỹ cứu nước vừa sản xuất vừa chiến đấu với niềm tin tưởng và quyết tâm cao độ. Sau 4 năm thực hiện chuyển hướng kinh tế thì miền Bắc đã đạt được những thành tích đáng tự hào trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chi viện đắc lực cho tiền tuyến lớn miền Nam. Và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục làm cho miền Bắc ngày càng thêm vững mạnh. Chế độ xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng ở miền Bắc lúc đó đã vượt qua một
được nhiều thử thách nghiêm trọng và ngày càng phát huy tính ưu việt trong thời kỳ có chiến tranh. Do bị thất bại nặng nề về nề ở cả hai miền Bắc Nam Bắc tháng 3 năm 1968, thì Đế quốc Mỹ đã tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, và ngày 1 tháng 11 năm 1968, chúng buộc phải chấm dứt không điều kiện đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. Hình ảnh bên cạnh minh họa là lính Mỹ gác trước sứ quán Mỹ ở Sài Gòn tháo chạy trước cuộc tấn công bất ngờ của quân giải phóng ngày 31 tháng 1 năm 1968. Và phần thuyết trình của em đến đây là hết, và phần tiếp theo mời bạn Thiện Vũ thuyết trình phần tiếp theo ạ. Dạ, em chào cô và các bạn. Cô và các bạn nghe em nói không ạ? Nghe rồi bạn. Sau khi mà bạn Vũ nói thuyết trình xong thì nhóm lớp sẽ ra chơi một lát, sau đó thì các bạn khác sẽ tiếp tục nha. Dạ, em xin trình bày về phần miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ạ. Về phần nông nghiệp thì đã tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học. Năm 1970, sản lượng lương thực tăng hơn 60 vạn tấn so với năm 1968. Về công nghiệp thì đã khôi phục và làm mới các cơ sở công nghiệp bị tàn phá. Năm 1971, sản lượng công nghiệp tăng 142% so với năm 1968. Về phần giao thông vận tải thì đã đảm bảo thông suốt. Ngày 16 tháng 4 năm 1972 thì Mỹ chính thức cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Trong điều kiện chiến tranh, các hoạt động sản xuất xây dựng ở miền Bắc không bị ngừng trệ. Cuối tháng 12 năm 1972, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng suốt 12 ngày đêm. Và đây là hình ảnh mà máy bay rơi trên đường phố Hà Nội ạ. Quân và dân miền Bắc đã làm nên trận Điện Biên Phủ trên không, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973. Miền Bắc đã làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam và hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế. Đánh giá về thành tựu này của miền Bắc đúng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng đã nêu, miền Bắc đã dốc vào chiến tranh cứu nước và giữ nước toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước, xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ nghĩa xã hội. Phần thuyết trình của em đến đây là hết rồi, còn phần tiếp theo là của bạn bạn Quỳnh ạ. Rồi lớp mình nghỉ giải lao lại nha, đến 9:45 quay lại thuyết trình tiếp nha. Các bạn cứ để slide đó đi.